Chào buổi sáng đầu ngày với tất cả quý vị khán giả. Quý vị đang đến với tin sáng 30 giây trên các nền tảng của FBNC. Và xin được gửi lời chào đến chị Xuân Ngọc. Vâng ạ, quý vị khán giả và chị Xuân Ngọc thân mến, hiện tại thì trên tay tôi đang là một cái tấm phiếu đi chợ. Đây là một cái hình ảnh mà tôi nghĩ rằng cũng rất là quen thuộc đối với người dân ở những cái khu vực thực hiện chỉ thị số 16, hay là cái việc là để tránh việc tập trung quá đông người tại những chợ hay siêu thị. Và thú thật với tất cả quý vị, đây là ngày thứ hai tôi nhận được tấm phiếu này rồi, và không có ngày nào mà tôi cảm thấy không hồi hộp cả, tại vì là mình luôn luôn dậy sớm hơn mọi ngày, rồi cũng sẽ chuẩn bị để mà xếp hàng rồng rắn để vào siêu thị hay là chợ để mua được thực phẩm. Không biết là bản thân của chị Xuân Ngọc thì chắc là hình ảnh này cũng quen thuộc với chị chứ hả? Và chị cảm thấy như thế nào, cũng như là những người thân trong gia đình của mình nữa ạ? Vâng, thưa anh, thì những ngày gần đây thì gia đình của tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cái tấm phiếu đi chợ như thế này. Và với cá nhân tôi thấy thì việc áp dụng phiếu đi chợ như thế này là một cái cách rất là hay để mà chúng ta hạn chế được cái sự tập trung, góp phần tránh lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên thì với cá nhân tôi thấy thì xung quanh, bên cạnh những cái lợi ích mà tấm phiếu mang lại thì cũng còn những cái bất cập nhất định. Thì chắc hẳn là anh Huy cũng đồng tình với suy nghĩ này của tôi phải không ạ? Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý, phải nói rằng là rất bất cập thưa tất cả quý vị. Tôi muốn chia sẻ điều này với chị Xuân Ngọc là tôi cũng như là những người quen của mình, hay là trên những cái trang mạng xã hội, khi tôi lướt Facebook á, thì tôi thấy rằng là mọi người đều có ví von một vài điều đó cũng thú vị. Mọi người nói là khi mọi người nhận được cái phiếu đi chợ này, sáng dậy sớm lắm 4 giờ, xong rồi tô son, trét phấn, ăn vận đẹp đẽ để mà chuẩn bị xếp hàng để đi chợ. Nhưng mà tới khi mà tới siêu thị thì mọi người tốn khoảng thời gian là 3-4 tiếng đứng ở ngoài để xếp hàng. Rồi sau đó khi mà được vào bên trong để mua hàng hóa thì ôi thôi, những cái sản phẩm mà mình mong muốn mua thì đã hết sạch sành xanh. Tôi biết rằng là mọi người ví von cho có cái không khí tích cực trong những cái ngày thực hiện giãn cách xã hội, những cái điều mà mình thấy rằng là chẳng đặng đường như bây giờ. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là thành phố cũng cần phải có những cái giải pháp cụ thể hơn để có thể giải quyết vấn đề này. Tại vì tôi nghĩ rằng là để có thể đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì chúng ta cũng phải cần lo đến về cái việc đó là đi chợ, đi mua lương thực thực phẩm thiết yếu của người dân ngay lúc này. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng là với tấm phiếu này thì tôi và những người bạn của tôi hay gia đình của tôi cũng sẽ giữ mãi thôi, coi như nó là một cái điều rất đặc biệt trong khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua cùng với những cái ngày tháng khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh, thưa tất cả quý vị. Và đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị, nhận được cái sự quan tâm rất là lớn từ dư luận cũng như là xã hội trong 24 giờ qua. Thế thì còn vấn đề về thời tiết thì không biết rằng là ngày hôm nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta nền nhiệt sẽ như thế nào, và ở các khu vực trên cả nước Bắc Trung Nam sẽ ra sao, thưa chị Xuân Ngọc? Dạ vâng, thưa anh, thì bên cạnh những thông tin rất là hữu ích vào đầu ngày thì Xuân Ngọc xin được phép cập nhật đến quý vị thông tin về thời tiết. Thì sau những ngày có mưa, thời tiết mát mẻ thì chính thức là vào ngày hôm nay miền Bắc sẽ quay trở lại với trạng thái nắng nóng, và tương tự thì tại khu vực Trung Bộ cũng sẽ đón những cái đợt rất là nắng nóng và thậm chí là nắng nóng gay gắt. Thì người dân cũng nên lưu tâm đến cái vấn đề về nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, bởi vì trong cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nhu cầu sử dụng điện của chúng ta thì sẽ tăng cao hơn. Và bên cạnh đó thì tại khu vực Nam Bộ sẽ đón những cái cơn mưa. Về thông tin thời tiết như thế nào thì Xuân Ngọc sẽ cập nhật đến quý vị sau cuối bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón xem. Vâng ạ, hẹn gặp lại Xuân Ngọc ở phần trước khi ra đường. Còn bây giờ tôi sẽ vào trong phim trường để gặp gỡ với Việt Linh này, bạn ấy đang chờ tôi. Chào tạm biệt nhé. Tin sáng 30 giây với những nội dung đáng chú ý. Trong những tháng trở lại đây, số ca nhiễm Covid-19 mới tại cả nước đều tăng vọt chóng mặt do tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Và vượt lên trên mọi sự nghi ngờ từ nhiều phía, Trung Quốc tự tin cho biết vaccine Sinovac có hiệu quả với biến thể Delta. Biến đổi khí hậu đang nhấn chìm thành phố đông dân nhất của châu Phi. Trái ngược với sự phản đối, việc tổ chức Thế vận hội trước đó, người dân Tokyo đã đổ xô đến các địa điểm thi đấu Olympic để theo dõi và chụp ảnh lưu niệm giữa đợt bùng phát dịch Covid-19 kỷ lục của thành phố. Lo lắng, thấp thỏm là tâm trạng chung lúc này của các bậc phụ huynh có con em chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10. Với tình hình dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát như hiện nay, thì liệu rằng thi tuyển hay xét tuyển thì hình thức nào sẽ khả quan hơn? Mời quý vị đến với ghi nhận từ tin sáng 30 giây hôm nay. Phương án thi tuyển hoặc là xét tuyển, hoặc là kết hợp cả hai phương án thi tuyển và xét tuyển. Chạm tay vào di sản nghệ thuật xếp giấy origami bản sắc Nhật Bản qua lịch sử ngàn năm. Làng Inakadate nằm gần thành phố Hiroshiki, tỉnh Aomori, là một trong số ít những nơi trên thế giới làm nông nghiệp kết hợp với phát triển nghệ thuật. Ngôi làng nổi tiếng với những bức tranh độc đáo, tính nghệ thuật cao được tạo ra từ cánh đồng rộng lớn thu hút tới hơn 200.000 du khách mỗi năm.
Suốt nhiều thế kỷ thì nghề nông là nguồn thu nhập chính của làng Inakadate. Với 8.000 dân, diện tích trồng lúa chiếm tới hơn 50% diện tích của làng. Đất đai màu mỡ giúp năng suất thóc thu được luôn cao hơn bất kỳ ngôi làng nào khác ở Nhật Bản. Đầu những năm 1990, các nhà khảo cổ phát hiện ra rằng nhiều giống lúa ở Inakadate đã tồn tại tới hơn 2.000 năm. Để ăn mừng sự kiện này và giúp ngôi làng hấp dẫn hơn với du khách, cơ quan du lịch địa phương đã ấp ủ kế hoạch sử dụng sự phong phú đa dạng của các giống lúa trồng đan xen một cách tỉ mỉ, cáp tỉa công phu để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo khổng lồ từ chính cây nông nghiệp truyền thống của quê hương. Và năm 1993, họ bắt đầu tổ chức những tour du lịch trồng lúa và với mục đích là thúc đẩy ngành du lịch, cơ quan du lịch địa phương đã thuê họa sĩ vẽ ra những bức tranh lớn trên cánh đồng, gồm các nhân vật đầy màu sắc. Kể từ đó, trồng lúa nghệ thuật trở thành nghề xương sống phục vụ ngành công nghiệp du lịch ở Inakadate. Và mới đây nhất, ngay khi tâm điểm đang đổ dồn về Thế vận hội Olympic Tokyo, thì nông dân ở làng Inakadate đã tạo nên một tác phẩm dựa trên hình ảnh nhân vật từ nghệ thuật kịch truyền thống Kaburi vô cùng độc đáo và thu hút mọi ánh nhìn đổ về Inakadate. Những bức tranh trên cánh đồng lúa được tạo ra từ tháng 6 đến tháng 9. Một số làng khác cũng học theo cách mà làng Inakadate đã làm, tạo ra nghệ thuật lúa gạo theo cách riêng của mình. Từ nay, hơn 100 ngôi làng phát triển mô hình độc đáo này, nhưng Inakadate vẫn là điểm đến tuyệt vời. Xin chào chị Việt Linh. Chào Công Huy. Và xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, ngày mới của tháng 8 và chúng ta cũng đang lùi dần về những ngày cuối năm và cuộc chiến chống lại đại dịch thì vẫn còn nhiều thử thách. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian gần đây thì có một cái quyển sách mang tên là Tỉnh Thức. Nó làm cho tôi cảm nhận rõ hơn về cuộc sống của mình, về những gì đang diễn ra xung quanh và khoảng thời gian dịch bệnh tai ương cũng chính là lúc mà cuộc sống quần quật của chúng ta thì mới làm cho mình tỉnh thức và nhận ra rằng là nhiều giá trị trong cuộc sống này. Phải nói rằng là tôi hay là chị hay tất cả mọi người cũng đã trải qua một cái hành trình dài trưởng thành và bước vào cuộc sống. Thì chính những lúc này làm cho chúng ta sẽ nhận ra rằng là mình nên giữ và cũng sẽ nên thả trôi điều gì, thưa tất cả quý vị. Và tất nhiên là bên cạnh với niềm đam mê công việc thì tôi vẫn không ngơi nghỉ mỗi ngày rồi. Thì tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân của mình, trân quý những mối quan hệ xung quanh, yêu thương mọi người. Và đặc biệt là giờ thời gian gần đây tôi biết yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Nói theo một nghĩa nào đó thì đây cũng là một cái khoảng thời gian tôi chiêm nghiệm và hướng cái mục đích sống của mình đến những điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống này. Vậy thì đó là suy nghĩ của tôi đó. Còn đối với chị Việt Linh thì thời gian này điều gì khiến cho chị trân quý nhất? Có lẽ là trong những ngày vừa qua thì cái điều mà khiến cho tôi suy ngẫm nhiều nhất đó chính là sinh mệnh. Thưa quý vị, bởi vì sinh mệnh con người thực sự là quá mong manh trước đại dịch như thế này. Hành trình của một con người từ lúc sinh ra cho đến lúc già đi thì ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn hay là những thời khắc bi đát khó lường. Cho nên là hơn lúc nào hết, bây giờ chúng ta đang trải qua những điều đó. Hẳn là với nhiều người thì thứ quan trọng nhất và đáng quý nhất lúc này không gì khác chính là sức khỏe và tinh thần đấu tranh đến cùng với dịch bệnh nguy hiểm này để có thể giữ gìn sinh mệnh cho bản thân mình cũng như là cho người thân. Đó cũng chính là tinh thần đấu tranh chung của cả thành phố mà chúng ta đang sống. Ở ngoài kia thì có bao nhiêu con người ở nơi tuyến đầu, họ đang thức để chúng ta được ngủ và họ đang đón đầu những nguy hiểm để chúng ta được bình yên. Họ đang ngày ngày gắng gượng để đẩy lùi dịch bệnh, để tất cả chúng ta mau chóng có được một cuộc sống bình thường. Vậy nên bây giờ chúng ta hãy cùng họ lúc này và cho đến cuối hành trình cùng nhau chiến thắng sự tấn công của đại dịch, quý vị nha. Bắt đầu 30 giây quốc tế ngày hôm nay bằng một thông tin mà quý vị đang rất quan tâm. Theo nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học Trung Quốc thì liều thứ 3 của vaccine Sinovac tiêm sau liều thứ 2 khoảng 6 tháng hoặc hơn sẽ có thể tạo ra kháng thể mạnh mẽ chống lại các biến chủng của COVID-19. Và nghiên cứu được thực hiện với hơn 500 tình nguyện viên cho kết quả sau 14 ngày kháng thể đã tăng gấp 3 lần. Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Maxit.org vào Chủ nhật vừa qua. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra mặc dù sau 6 tháng miễn dịch đã không còn được sản sinh nhiều, tuy nhiên những kinh nghiệm và sự thích nghi trước đó của cơ thể với hai mũi Sinovac đã tạo điều kiện giúp cho mũi thứ 3 sản sinh kháng thể dễ dàng hơn. Theo các nhà khoa học, với thành quả trên, hiệu quả mũi tiêm thứ 3 của Sinovac hiện đã vượt qua cả AstraZeneca, một trong những vaccine được dùng rộng rãi nhất thế giới hiện nay. Thời gian vừa qua, do lo ngại các biến thể mới, nhiều hãng dược đã khuyến khích người dân tiêm mũi thứ 3 để tăng cường hệ miễn dịch. Pfizer là đơn vị đi đầu trong khuyến nghị trên, nhưng mũi thứ 3 của Pfizer đã bắt đầu được tiêm ở Mỹ và Israel.
Thưa quý vị, vào sáng ngày 2 tháng 8, chính phủ Thái Lan báo cáo trong 24 giờ qua, nước này có thêm 17.790 ca nhiễm mới và 178 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục cao những ngày gần đây, buộc chính phủ phải gia hạn thêm các biện pháp phong tỏa và giới nghiêm. Theo đó, thì tính từ hôm nay ngày 3 tháng 8 sẽ có thêm 16 tỉnh được đưa vào danh sách đỏ cần kiểm soát khẩn cấp. Như vậy thì lệnh cấm đi lại trong ngày trừ trường hợp khẩn cấp và giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau hiện nay đã được thực hiện ở thủ đô Bangkok và 28 tỉnh thành khác trên cả nước. Bà Api Samai, quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết các lệnh cấm có thể kéo dài qua tháng 8 nếu tình hình không có chuyển biến tích cực. Những ngày qua, tỷ lệ lây nhiễm tại thủ đô Bangkok so với cả nước đã bắt đầu có dấu hiệu giảm, khi đô thị này chỉ chiếm khoảng 39% các ca nhiễm mới. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết nước này đang tiến hành nhập khẩu thêm vaccine Sputnik V từ Nga, cũng như đang đàm phán với Nga để sản xuất vaccine này tại Thái Lan. Hiện nay, AstraZeneca cũng có những cơ sở sản xuất tại Thái Lan để phân phối tới các quốc gia châu Á. Xe hơi và nhà cửa chìm trong nước, người đi bộ lội trên các con phố ngập lụt cao đến đầu gối, cơ sở vật chất, tài sản bị phá hủy. Đây chính là cảnh tượng đang diễn ra tại thành phố Lagos của Nigeria. Người dân tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã quen với những trận lụt hàng năm nhấn chìm thành phố Lagos trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11. Tuy nhiên, những ngày qua, họ đã phải trải qua một trong những trận lũ tồi tệ nhất từ trước đến nay. Những cơn mưa xối xả gây ngập lụt đã làm tê liệt hoạt động kinh tế với chi phí ước tính khoảng 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Là nơi sinh sống của hơn 24 triệu người, Lagos, một thành phố trũng trên bờ biển Đại Tây Dương của Nigeria, có thể trở thành một địa điểm không thể ở được vào cuối thế kỷ này khi mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, theo dự báo rùng mình của các nhà khoa học. Cơ quan thủy văn của Nigeria dự báo lũ lụt sẽ còn thảm khốc hơn vào tháng 9, thường là cao điểm của mùa mưa. Các chuyên gia môi trường cho biết khai thác cát xây dựng là nguyên nhân chính gây ra xói mòn bờ biển ở Lagos. Các nhà khoa học nói rằng số phận của Lagos sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề và phải có những hành động tương xứng. Việc thiên nhiên đẩy lùi sự sống của con người chỉ còn là vấn đề thời gian và đây có thể là một thảm họa. Tiếp tục với tin thế giới, tính đến ngày 2 tháng 8, trong 24 giờ qua, nước chủ nhà Thế vận hội 2020 đã ghi nhận hơn 12.300 ca nhiễm mới, trong đó riêng tại thủ đô Tokyo là hơn 4.000 ca. Đây tiếp tục là con số đáng báo động trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản siết chặt các biện pháp phong tỏa và giới nghiêm. Do không được vào sân nên nhiều người cũng đã tập trung đông đúc trên những cây cầu, sân thượng hoặc là bất kỳ địa điểm nào để có thể nhìn vào trong được của các cuộc tranh tài. Và khi mà được hỏi về lý do lúc khởi đầu mọi người thờ ơ và phản đối Olympic nhưng mà ngày càng bị cuồng theo các trận đấu thì nhiều khán giả cho rằng nguyên nhân nằm ở thành tích của nước chủ nhà thôi quý vị. Một nữ cổ động viên trung tuổi cho biết những ngày qua thì đoàn Nhật Bản giành được nhiều huy chương vàng vượt xa sự mong đợi của mọi người nên chúng tôi đều cảm thấy rất phấn khích. Chúng tôi muốn khích lệ tinh thần các vận động viên. Bộ trưởng Y tế Nhật Norihisa Tamura cũng thừa nhận nước này đang đối mặt với một tình huống khó xử và éo le khi số ca nhiễm mới liên tục tăng nhanh liên quan đến thành tích tốt của các vận động viên. Thưa quý vị, tuần này thì mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào UNESCO khi cơ quan có trụ sở tại Pháp sắp công bố các địa danh mới được xếp hạng là di sản thế giới. Và trong nhiều năm vừa qua thì việc công bố này luôn thu hút được sự chú ý, ít nhất là của lĩnh vực du lịch. Nhưng mà mùa giải năm nay thì kịch tính hơn đáng kể. Đầu tiên là cuộc chiến giữa Úc và UNESCO về cuộc thảo luận có nên liệt rạn san hô Great Barrier Reef vào danh sách của các địa điểm đang gặp nguy hiểm hay không. Cuối cùng thì tin mừng là Úc vẫn chứng minh được nỗ lực bảo tồn Great Barrier Reef. Trong khi đó, thành phố Liverpool đã bị tước địa danh di sản thế giới. Theo UNESCO, nguyên nhân là do sự mất mát không thể phục hồi của các thuộc tính truyền tải giá trị phổ quát nổi bật của một di sản. Và sau tất cả những ồn ào thì câu hỏi đặt ra là việc được UNESCO công nhận là di sản thế giới sẽ có tác động như thế nào đến ngành du lịch tại địa điểm đó? Với 1.153 di sản thế giới trong danh sách, UNESCO chia các địa điểm thành 3 nhóm: ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa môi trường hoặc kết hợp cả hai. Trong số hàng nghìn cái tên trong danh sách, có một số địa điểm được yêu thích nhất trên hành tinh như là Machu Picchu, kênh đào Venice, Grand Canyon, Angkor Wat, v.v. Quá trình đề cử rất vất vả, tốn thời gian và tốn kém. Nhưng một khi được công nhận, giá trị mang đến cho ngành du lịch là không nhỏ. Sức mạnh của thương hiệu UNESCO có thể đưa một địa điểm ít được biết đến lên một tầm cao mới.
từ đó mang lại lợi nhuận cực lớn cho ngành du lịch và kinh tế địa phương. Theo các chuyên gia, ở mức tốt nhất, việc được UNESCO công nhận là di sản thế giới có thể mang lại hỗ trợ tài chính và sự công nhận toàn cầu cho một điểm đến xứng đáng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nếu không cân nhắc kỹ, đây cũng có thể là bước đầu tiên hướng tới chủ nghĩa du lịch thừa. Thông tin chính yếu tiếp theo. Đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho sức khỏe, cuộc sống và xã hội. Một trong những điều không kém phần đáng lo ngại đó chính là việc gián đoạn về mặt giáo dục. Trong bối cảnh này, việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các phương án tuyển sinh vào lớp 10 là vấn đề quan tâm nhất của các bậc phụ huynh và học sinh. Ghi nhận ngay sau đây. Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine lưu động. Quy định mới của Thành phố Hồ Chí Minh là người dân không tự ý về quê bằng xe máy cá nhân trong mùa dịch này. Ghi nhanh, hàng trăm lao động quay về chỗ cũ vì không thể qua chốt kiểm soát. Những ngày này, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu gõ cửa mỗi hộ dân để phát từng lá phiếu đi chợ. Những tấm phiếu được ghi rõ thông tin về thời gian cụ thể này vô cùng đặc biệt và giữ một vai trò quan trọng với mỗi hộ gia đình trong những ngày giãn cách như lúc này. Một nhịp sống mới của người dân Thành phố Hồ Chí Minh giữa đại dịch. Dịch Covid-19 kéo dài khiến cho cuộc sống mưu sinh của người lao động tự do ở Đà Nẵng càng thêm vất vả khó khăn. Vì thế, ngay khi nhận được khoản tiền hỗ trợ từ địa phương, không ít người đã mừng rơi nước mắt. Bởi trong lúc này, số tiền đó như chiếc phao cứu sinh giúp cho gia đình vượt qua cảnh ngặt nghèo. Quý vị và các bạn hãy giữ tín hiệu cùng Tin Sáng 30 giây với 30 giây lan tỏa để cùng chúng tôi lan tỏa những điều tử tế quý vị nhé. Tiếp tục với 30 giây trong nước. Thưa quý vị, như vậy là trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Tuy nhiên, mới đây, đợt 2 của kỳ thi này đã chính thức không tổ chức với những mối nguy lây lan dịch như hiện nay. Trong tình huống khắc nghiệt này thì gần 100.000 thí sinh lớp 9 cũng nhấp nhõm không biết liệu như thế nào cho kỳ thi vượt cấp với những kiến thức đã ôn luyện bấy lâu. Phải nói rằng chính xác là dịch bệnh đã tác động quá lớn đến ngành giáo dục và đến chính các em học sinh các cấp thưa quý vị. Sau nhiều lần tạm hoãn do dịch bệnh thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 83.000 thí sinh vẫn chưa thể diễn ra. Thi tuyển hay xét tuyển, đây đang là một vấn đề thu hút được sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Tiêu điểm Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay xin được đề cập đến vấn đề này. Là đã định lãnh đạo phương án thi tuyển hoặc là xét tuyển hoặc là kết hợp cả hai phương án thi tuyển và xét tuyển. Thì đó cũng là một cái giải pháp khi trong điều kiện chúng ta không thể thi tuyển một cách như bình thường như các năm. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, sau nhiều lần chỉnh sửa bổ sung, mới đây nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất phương án xét tuyển cho cả hệ thường và hệ chuyên. Tuy nhiên, việc xác định tiêu chí xét tuyển sao cho phù hợp là một trong những bài toán khó, đòi hỏi sự đánh giá toàn diện để đảm bảo tính công bằng cho tất cả học sinh. Trong tuyển sinh thì nó có nhiều đối tượng, đó là tuyển sinh vào trong lớp 10 bình thường và tuyển sinh ở một số trường chuyên chẳng hạn, thì tính chất rất là khác nhau. Do đó chúng tôi cần cân nhắc và cái việc này sẽ phải họp lại toàn bộ hội đồng và thảo luận lắng nghe ý kiến chuyên gia. Nhiều phương án xét tuyển đang được đặt lên bàn cân, trong đó phương án xét tuyển dựa trên điểm trung bình 3 môn toán, văn và ngoại ngữ trong cả năm lớp 9 được các chuyên gia đánh giá cao và cũng tương đồng với việc thi tuyển. Điểm lớp 9 là tương đối nó đảm bảo sự công bằng hơn. Thường là kiểm tra học kỳ lớp 9 ở một số bộ môn, trong đó có 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ đề phòng giáo dục từng quận huyện sẽ ra đề. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng vẫn còn những bất cập, nhất là đối với hệ chuyên. Vì vậy, cần phải có tiêu chí phụ hoặc cách tính khác để cho ra đánh giá toàn diện và thỏa đáng hơn. Lấy toán văn ngoại ngữ của lớp 9 và lấy trung bình cuối năm của 6, 7, 8, 9 cộng vào để tính bằng cách nào đó để ra một con số điểm. Tại vì tính như vậy nó mới ra con số lẻ, nó mới có một sự chênh lệch về cái điểm số đi vào. Dù với phương án nào thì phụ huynh và học sinh cũng mong thành phố sớm chốt phương án cụ thể để được an tâm. Mới đây, trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng phương án xét tuyển vào lớp 10. Hãy cùng chuyển sang những thông tin về tiêm chủng. Thưa quý vị, tiêm chủng toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh không phân biệt người ngoại tỉnh, ai cũng có thể tiếp cận được vaccine một khi ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là những gì mà Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể.
Và thời điểm này thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đang gấp rút triển khai đội tiêm lưu động để đến tận nhà, đến từng khu phố để tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, đặc biệt là những người cao tuổi và những người đang ở trong các khu cách ly và phong tỏa. Trong thời gian đầu ra quân, đội tiêm lưu động của thành phố Thủ Đức đã đến nhiều địa bàn tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Đối tượng được tiêm tại chỗ gồm những người trên 65 tuổi, người khó khăn, yếu thế, người ở nơi cách ly, phong tỏa, nơi có nguy cơ cao trên địa bàn. Mỗi đội tiêm lưu động có 5 người gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng di chuyển bằng ô tô. Xe lưu động được trang bị dụng cụ tiêm, bình oxy, thuốc chống sốc, thuốc huyết áp, v.v. Việc triển khai đội tiêm chủng lưu động nhằm đáp ứng được yêu cầu tiêm chủng và góp phần giúp chiến dịch phòng chống dịch trở nên hiệu quả hơn tại địa bàn thành phố Thủ Đức. Ngoài 2 ô tô lưu động, thành phố Thủ Đức còn triển khai các đội tiêm đi xe máy ưu tiên tiêm cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, phong tỏa, người già, người không thể tự đi đến điểm tiêm được. Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đảm bảo độ bao phủ vaccine trên địa bàn, thì thành phố Hồ Chí Minh đã có những thay đổi trong kế hoạch triển khai tiêm chủng. Theo đó, địa phương sẽ tổ chức tiêm chủng ưu tiên theo từng nhóm tuổi. Và đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt này sẽ là người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì thành phố cũng sẽ ưu tiên cho người trên 65 tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền mạng tính, lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tuyến đầu khác. Đối với những người ngoài các nhóm ưu tiên trên thì địa phương sắp xếp tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi, gồm nhóm trên 50 tuổi, nhóm trên 35 tuổi và nhóm trên 18 tuổi. Đồng thời bố trí những người thuộc nhóm cần thận trọng được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị. Thành phố cũng lưu ý sắp xếp mời tiêm những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt tiêm trước về địa điểm chiến dịch tiêm chủng được tổ chức tại các cơ sở tiêm chủng cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên chỉ trong thời gian ngắn thì đã có rất nhiều người dân sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về quê nhà. Và ngay lúc này thì thành phố đang hết sức nỗ lực vừa chăm sóc sức khỏe người dân vừa phối hợp với các địa phương đưa người dân về quê một cách có tổ chức. Theo đó thì thành phố sẽ áp dụng nghiêm quy định ai ở đâu ở yên chỗ đó, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà. Và trong thời gian này thì Ủy ban Nhân dân các quận huyện không cho người dân tự phát rời thành phố, trừ khi được các tỉnh thành phối hợp đưa người dân về quê một cách có tổ chức. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương lên danh sách người dân đang ở trong thành phố có nguyện vọng về quê để tỉnh phối hợp lên kế hoạch đưa đón. Tương tự thì tỉnh Đồng Tháp cũng đã xây dựng kế hoạch để đưa những người có hộ khẩu thường trú tại Đồng Tháp hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn muốn trở về quê để thực hiện được việc này. Còn nhiều tỉnh thành khác trên cả nước đã phối hợp với thành phố để tổ chức đưa người dân về quê, không để người dân tự ý di chuyển như trong thời gian vừa qua. Cũng là một thông tin trong nước. Thưa quý vị, đến rạng sáng ngày 2 tháng 8, hàng trăm người lao động, phương tiện xếp tại khu vực chốt kiểm soát quốc lộ 1K giáp ranh giữa thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương mới được giải quyết khi buộc phải quay trở lại nơi thuê phòng trọ hoặc là ở tạm nơi chính quyền bố trí. Nguyên nhân chính đó là Đồng Nai và Bình Dương siết chặt người ra vào tại địa phương này theo tinh thần công điện chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhanh cho tin sáng 30 giây. Thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về việc không để người dân rời các khu vực địa phương đang giãn cách hoặc phong tỏa, trong ngày 1 tháng 8, lực lượng chốt kiểm soát trên quốc lộ 1K thuộc địa phận của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương siết chặt người dân qua lại. Trong khi đó, nhiều người vẫn tranh thủ rời Đồng Nai về các địa phương, khiến tình trạng nhiều người lao động lưu thông bằng xe máy chủ yếu là về quê ở các tỉnh như là Bình Dương, Đắk Lắk, Gia Lai mắc kẹt tại chốt do đã trả phòng trọ. Công ty họ không làm nữa, ở lại đây có ăn, buộc lao cô phải về. Cô đi cái sáng tới đây chụp đây là từ cỡ 1-2 giờ mà chưa không cho về, bắt đầu là chụp đây không cho qua đó. Bên cạnh đó, nhiều xe ô tô cũng ùn ứ xếp hàng dài từ 18 giờ tối cùng ngày khi Đồng Nai thực hiện quy định hạn chế tối đa việc ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Điều đáng nói là nếu chốt bên phía Đồng Nai có cho người và phương tiện đủ điều kiện qua chốt, thì cách đó không xa chốt kiểm soát phía thành phố Dĩ An, Bình Dương cũng sẽ yêu cầu quay đầu. Tao ở chùa Thiền Quang, xong rồi cái em giao ở chùa Quan Âm tu viện là rau trao rau củ quả, xong rồi bây giờ không cho qua lại, thì quay đầu về không cho qua thì bắt buộc em phải về lại. Khi đi thì họ vẫn để cho qua, nhưng mà khi về thì vào địa phận Dĩ An họ chưa cho qua. Khi đi thì sang Biên Hòa thì ban ngày vẫn qua được.
Còn bây giờ quay về giờ giới nghiêm họ không cho về. Và ngay trong đêm thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa với thành phố Dĩ An đã tới hiện trường thống nhất phương án. Theo đó đến 22 giờ cùng ngày thì những người có giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân sống ở thành phố Dĩ An được qua chốt về Dĩ An. Đối với nhiều người đi xe ô tô và hàng trăm người khác là lao động quê nhưng không thuộc hộ khẩu tại thành phố Dĩ An buộc quay lại phòng trọ. Với những người đã trả phòng trọ hoặc không có chỗ nghỉ, ngành chức năng thành phố Biên Hòa tạm thời bố trí một số địa điểm để ở tạm và sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Thưa quý vị, tính đến nay thì tình hình dịch bệnh đang có những dấu hiệu tích cực nhất định. Song tại các tỉnh thành phía Nam, đợt dịch lần thứ tư này vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, cho nên các địa phương vẫn đang tiếp tục nỗ lực cao độ, thực hiện quyết liệt các giải pháp khống chế dịch. Cụ thể thì tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung triệt để việc giãn cách xã hội, điển hình như là việc mở rộng vùng xanh, tập trung nỗ lực quyết liệt hơn nữa để có thể chiến thắng cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 này. Còn tại tỉnh Bình Dương đã và đang thực hiện các giải pháp trực chiến cao nhất để kiểm soát dịch. Tỉnh này cũng đã tiếp tục thực hiện thần tốc hơn nữa đối với công tác xét nghiệm sàng lọc diện rộng, trả kết quả nhanh để sớm phát hiện, tách các trường hợp dương tính ra khỏi cộng đồng. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm và nhất quán. Người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vaccine. Mặt khác, tổ chức hỗ trợ phải đặc biệt quan tâm đến người lao động nghèo, tuyệt đối không được để người dân nào thiếu ăn hay là thiếu mặc. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thủ tướng đã có yêu cầu triển khai ngay phương án điều động chi viện nhân lực y tế cho các địa phương có nhiều ca lây nhiễm bệnh nặng như thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh như là Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp cũng như là Tiền Giang. Và để hoàn thành tốt việc này thì Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Y tế chủ động khẩn trương hơn nữa trong việc tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực điều trị và hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế địa phương nâng cao năng lực tham gia chi viện theo sự điều trị, được sự điều động của Bộ Y tế. Liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine, thì các địa phương thông báo cho Bộ Y tế nhu cầu vaccine theo kế hoạch tiêm để có sự phân bổ vaccine đảm bảo đúng tiến độ tiêm. Ngoài ra, thì Phó Thủ tướng cũng vừa ký quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế với số tiền 5.100 tỷ đồng để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, sau những cơn mưa lớn gần đây, thì nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã tái diễn tình trạng ngập nước. Điển hình là ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như là đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh. Và ở những khu vực này thì có nơi ngập sâu hơn nửa mét, khiến cho nhiều phương tiện chết máy. Phải nói rằng là người đi đường gặp rất là nhiều khó khăn. Và trước tình hình này thì các quận cũng đã có những cái điểm ngập nặng thì cũng đang gấp rút triển khai những cái biện pháp giảm ngập, nhất là khi mùa triều cường đã tới như thế này. Riêng phía quận Bình Tân, khi mưa lớn kết hợp với triều cường trên địa bàn quận xảy ra ngập tại 12 điểm lưu vực. Trong khi đó, công tác giảm ngập nước trên địa bàn quận vẫn còn tồn tại những khó khăn. Để sớm giải quyết vướng mắc này, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Tân cho biết kế hoạch năm nay quận sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân 10 phường quyết tâm giảm ngập nước tại 2 điểm lưu vực ngập hiện hữu là kênh Liên Xã và rạch Ông Búp. Đối với đường hẻm, quận đề xuất thực hiện dặm vá, sửa chữa các miệng thu nước để không có thể phát sinh các điểm ngập mới. Trong khi đó, đại diện quận Gò Vấp cũng đang thực hiện đầu tư xây dựng mới 4 dự án chống ngập và cải tạo hệ thống thoát nước đã xuống cấp. Tại Đà Lạt, thì Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã tổ chức ra quân trồng 500 cây mai anh đào tại khu vực Lô C khoảnh 5, tiểu khu 157B thuộc Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Toàn bộ số cây này được trồng trên diện tích là hơn 1 hectare đất thuộc Ban Quản lý của Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm quản lý. Sau khi trồng cây, thì toàn bộ diện tích trên được Ban Quản lý Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm nhận trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ nhằm giữ gìn mảng xanh cũng như là góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên cho thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Dù thời tiết có mưa nhẹ và gió lạnh, nhưng với mong muốn góp phần tăng cường mảng xanh cho thắng cảnh và cũng là khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, những người tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan đơn vị có liên quan đã tích cực nhanh chóng trồng đủ số lượng cũng như đảm bảo chất lượng từng cây mai anh đào với chiều cao trung bình khoảng 1 mét. Qua đó, hứa hẹn phủ lên đây những cây xanh rợp bóng mát cùng những mùa mai anh đào nở rực rỡ và đẹp mắt. Đợt trồng cây xanh lần này nhằm thiết thực hưởng ứng kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt
giai đoạn 2021-2025. Trước đó vào tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể phường 4 cũng đã thực hiện trồng 4.000 cây xanh trên địa bàn. Vâng ạ, câu chuyện cuộc sống sáng nay vẫn sẽ là câu chuyện mà phần đầu chương trình tôi có đề cập là về lá phiếu đi chợ, là mô hình quản lý người dân ra đường trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội của Ủy ban Nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vào đó mà người dân có thể dễ dàng và thuận lợi tiếp cận được với nguồn thực phẩm và nhu yếu phẩm, chất lượng và bình ổn giá. Mô hình này thì hiện cũng đã được nhiều địa phương ở thành phố áp dụng. Gia đình bà Vũ Thị Kim Oanh ở phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 nhân khẩu nên được phát một phiếu đi chợ theo ngày chẵn. Với lá phiếu này, bà Oanh có thể đi đến siêu thị để mua thực phẩm cho gia đình với tần suất 2 ngày một lần. Trên phiếu có ghi rõ tên đại diện gia đình, số điện thoại để kiểm soát, đồng thời ghi rõ hạn sử dụng đến hết thời gian giãn cách. Có cái phiếu này thì mình đi mua đồ ăn. Thì khi mà nhà mình hết đồ ăn thì mình đi mua, mình không có sợ gì thiếu hàng, chứ không có sợ chênh lấn. Để tạo điều kiện cho người dân mua nhu yếu phẩm trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, Ủy ban Nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình lá phiếu đi chợ theo ngày chẵn và lẻ. Theo đó, thì các gia đình đi chợ theo ngày chẵn hoặc lẻ và mua tại những cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị gần nơi ở nhất. Trên phiếu cũng ghi rõ ngày và thời gian đi chợ, như vậy sẽ hạn chế tối đa tình trạng tập trung, chen lấn, ùn ứ tại các siêu thị, góp phần làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mình sắp xếp được thời gian mình đi thôi, bình thường thì ngày nào mình cũng đi, nay có phiếu này thì đúng ngày mình đi, phường chẵn thì đi theo ngày chẵn, phường lẻ mình đi theo ngày lẻ. Cái việc phân luồng này nó sẽ giúp cho người dân, thứ nhất là mình thực hiện tốt cái 5K, thứ hai là người dân chủ động hơn trong cái việc đi siêu thị và giúp cho người dân là không có phải đợi chờ lâu. Hiện tại, mô hình phát phiếu đi siêu thị cho người dân cũng đã bắt đầu được các địa phương khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng. Qua đó, hỗ trợ rất nhiều cho việc đi lại sinh hoạt của người dân, cũng như giảm áp lực cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm soát thực hiện nghiêm việc giãn cách. Thưa quý vị, người dân và người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ của chính phủ, nhưng mà gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì sẽ được rà soát và tiến hành trao hỗ trợ từ ngân sách địa phương với tổng mức hỗ trợ là khoảng 92 tỷ đồng. Quyết định này vừa được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua, thể hiện được sự sâu sát của chính quyền địa phương và không để ai bị bỏ rơi trong thời điểm nhiều khó khăn thử thách này. Lan tỏa 30 giây sáng nay quý vị nhé. Theo đó, các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ gồm nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của thành phố, trong đó người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau, đối tượng xã hội đang được trợ cấp hàng tháng, ở cộng đồng được nhận mức 1 triệu đồng một người, một lần. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo chuẩn thành phố mức 500.000 đồng một người, một lần. Nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động hay còn gọi là lao động tự do thuộc các lĩnh vực theo quy định sẽ được nhận mức hỗ trợ 1 triệu 500 ngàn đồng một người một lần. Trong kế hoạch này thì chúng tôi dự tính là để cho nó đi sớm kịp thời cho đối tượng được hưởng thì chúng tôi đề nghị Ủy ban dân ủy quyền cho các cái ngành ví dụ như là giáo dục thì hỗ là thực hiện hỗ trợ ngay cho cái đối tượng lĩnh vực giáo dục, giao thông vận tải thì hỗ trợ cho đối tượng về giao thông vận tải, du lịch, về văn hóa thể thao vân vân thì chúng tôi hỗ trợ ngay. Còn là riêng đối tượng mà ba cái nhóm mà chúng tôi có danh sách thường xuyên á thì chúng tôi có đề nghị ủy ban dân các quận huyện duyệt ngay danh sách ngay bây giờ, ví dụ như người có công, hỗ trợ xã hội hay là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mưu sinh với việc bán vé số, ông Trương Định thuộc nhóm lao động tự do sẽ được nhận hỗ trợ trong thời gian tới. Với ông và những lao động nghèo, chính sách nhân văn này đã cho thấy sự sâu sắc quan tâm của chính quyền địa phương để không ai bị bỏ rơi trong khó khăn của dịch bệnh. Và sự hỗ trợ lúc này là quá cần thiết khi mà cuộc sống của họ đang hết sức chật vật. Bây giờ thì không có dịch thì bán một ngày cũng kiếm được 50-60 ngàn, nhưng mà bây giờ dịch ngồi cả ngày bán được mấy tờ vé số vì người dân lòm ra tiền người dân không mua, do đó người bán vé số người nghèo
người khuyết tật yếu thế trong xã hội gặp vô vàn khó khăn. Họ gọi hỗ trợ thì là không những bạn dân thân chú mừng mà tất cả ai cũng mong mỏi cái chuyện đó, mà riêng chú là chú rất là mong vì đang chú đang cần tình trạng mình đang gặp khó khăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, các đơn vị liên quan đã và đang rất nỗ lực để triển khai chính sách. Riêng khâu khảo sát, phân loại nhóm được hỗ trợ và mức hỗ trợ cho từng đối tượng sẽ được hoàn thành chỉ trong vòng 10 ngày. Sự kiện ngay trong tháng 7/2021, người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến văn hóa truyền thống của Nhật Bản thì điều mà đáng ghi nhận đó chính là sự chuyên cần tỉ mỉ nè, rồi chính xác đến từng chi tiết luôn. Có những thú vui tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại được nâng lên thành một nét nghệ thuật độc đáo, càng nhìn thì càng bị ấn tượng đó Việt Linh ạ. Đúng vậy anh Quang Huy, và với óc sáng tạo và đôi tay khéo léo cùng với sự kiên trì nhẫn nại thì người Nhật đã làm nên những tác phẩm đẹp mê hồn từ những mảnh giấy rất là thông dụng. Và ngày nay chúng ta vẫn thường biết đến đó là nghệ thuật xếp giấy origami. Bộ môn này thì không chỉ tạo ra những sản phẩm bắt mắt mà còn rất tốt cho sự phát triển tư duy. Và ngay sau đây mời quý vị hãy cùng khám phá những điều thú vị từ nghệ thuật xếp giấy origami, một bản sắc lịch sử ngàn năm của Nhật Bản. Origami là nghệ thuật gấp giấy có xuất xứ từ Nhật Bản. Chữ origami trong tiếng Nhật bắt nguồn từ hai chữ ori nghĩa là gấp hay xếp và kami là giấy. Nghệ thuật gấp giấy origami đã có từ khoảng thế kỷ thứ nhất hay thứ hai ở Trung Hoa, sau đó lan sang Nhật vào thế kỷ thứ sáu và dần trở thành một bộ môn nghệ thuật độc đáo của xứ Hoa Anh Đào. Hiện nay, các phương pháp gấp giấy origami truyền thống và hiện đại có thể sử dụng các miếng giấy có nhiều hình dạng khác nhau như vuông, tròn, chữ nhật để tạo ra các hình thù theo không gian đa chiều, một cách đặc sắc và sáng tạo nhất. Một trong số những mẫu origami được biết tới nhiều nhất là hình con hạc, bởi hạc là biểu tượng cho điềm tốt lành trong quan niệm của người Nhật. Năm 1999, con hạc lớn nhất được gấp từ giấy được tạo ra bên trong một sân vận động bóng đá với trọng lượng gần 800kg và cao 65m. Giấy không phải là chất liệu duy nhất để tạo ra origami. Trên thực tế, một tác phẩm origami cũng có thể được tạo ra từ giấy bạc, thực phẩm hoặc thậm chí là vải thô. Đối với trẻ em, việc gấp origami là phương pháp giáo dục vô cùng hiệu quả, giúp phát triển tốt về tư duy cũng như khả năng sáng tạo của mình. Đây cũng là một trong những hoạt động rất hữu ích, ba mẹ có thể hướng dẫn và chơi cùng con trong thời gian giãn cách này. Hiện nay, origami không chỉ trở thành một biểu tượng văn hóa đậm nét của người Nhật, mà chúng còn có tác dụng tích cực trong đời sống văn hóa con người nơi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Xuân Ngọc để cùng đến với những thông tin về thời tiết đáng lưu ý quý vị nhé. Xin mời Xuân Ngọc. Thưa quý vị khán giả, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì sau vài ngày có mưa, nắng nóng sẽ quay lại miền Bắc từ ngày hôm nay. Khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên thời tiết trong tuần tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Điều này xảy ra do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trong khi đó thì tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong tuần thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng thời kỳ từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 thì chiều và tối mưa có xu hướng gia tăng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với đó thì tại Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới nhưng mà không quá gay gắt, thời tiết nắng ráo, nhiệt độ cao nhất là 34 đến 36 độ C và ít khả năng có mưa. Đến tối thì nền nhiệt giảm xuống, trong khi đó thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh thì diễn biến xấu với những cơn mưa rào bất chợt, cục bộ một số nơi thì mưa lớn. Người dân đề phòng nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Trong hôm nay thì nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 26 đến 34 độ C. Buổi chiều thì trời có nhiều mây, có mưa rào. Trời có mưa rào vào lúc 15 giờ, 14 giờ và 16 giờ. Mặc dù là đang trong thời gian giãn cách, người dân nên hạn chế ra đường khi mà không thực sự cần thiết. Thế nhưng mà việc chúng ta chủ động cập nhật những cái thông tin về thời tiết kịp thời như vậy cũng là điều rất là cần thiết. Chúc quý vị khán giả của Tin Sáng 30 giây một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng.
Rất cảm ơn Xuân Ngọc với những thông tin cập nhật trực tiếp về thời tiết và những lời khuyên đáng lưu ý vừa rồi, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, đến đây thời lượng của tin sớm 30 giây cũng đã hết. Quang Huy và những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn các bạn đã giữ tín hiệu và đồng hành cùng với chúng tôi. Hãy tiếp tục giữ tín hiệu vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày mai trên kênh nền tảng của FBNC để đồng hành cùng với tin sớm 30 giây quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.